Xin chào quý vị, bên cạnh tôi đây thì đang là chiếc vòi Lavamo đến từ thương hiệu thiết bị vệ sinh Teddy. Được ra mắt vào năm 2020, tính đến nay cũng đã được 2 năm. Tuy nhiên, chiếc vòi V2005 này vẫn giữ được độ hot trên thị trường thiết bị vệ sinh với hàng nghìn đơn hàng được bán ra mỗi năm. Vậy thì không làm mất nhiều thời gian của quý vị nữa, ngay bây giờ hãy cùng tôi đi vào review chi tiết về sản phẩm nhé. Về ngoại hình của sản phẩm thì V2005 được thiết kế với những đường nét bo cong tinh xảo cộng với tông màu chủ đạo là màu xám sẽ làm tôn lên vẻ sang trọng cho không gian nhà tắm. Chất liệu chính của sản phẩm được sản xuất bằng đồng thau với tỷ lệ tiêu chuẩn chiếm đến hơn 60%. Cứng cáp, bền bỉ là hai từ miêu tả chính xác nhất về sản phẩm này. Bề mặt của sản phẩm sẽ được mạ một lớp mạ tĩnh điện chân không. Lớp mạ tĩnh điện này sẽ ngoài cái công dụng là sẽ làm cho bề mặt trở nên sang trọng hơn, còn có khả năng là chống xước và chống bám cặn khoáng. Điều này sẽ giúp cho tính thẩm mỹ của sản phẩm sẽ được dài lâu hơn. Tiếp theo, để phân biệt giữa các hàng giả hàng nhái đang trôi nổi trên thị trường, Teddy đã khắc trực tiếp logo lên bề mặt của cần vòi và dán tem chống hàng giả ngay trên bề mặt của thân vòi. Quý vị có thể thấy được ạ. Tiếp theo về phần công năng sử dụng của sản phẩm, thì cần vòi của sản phẩm V2005 này được thiết kế trơn tru và êm ái, được Teddy kiểm định với hơn 5.000 lần đóng mở liên tiếp mà không hề xảy ra hiện tượng kẹt hỏng, hoàn toàn trơn tru và êm ái. Về công năng cuối cùng là về phần đầu vòi, thì đầu vòi của chiếc V2005 này được thiết kế lưới lọc với chất liệu chính là nhựa ABS sẽ làm tạo bọt khí cho dòng chảy êm ái. Và đặc biệt phần đầu vòi này cực kỳ dễ dàng để tháo ra, vệ sinh sau một cái thời gian dài mà chúng ta sử dụng. Trực quan quý vị cũng có thể thấy được, dòng chảy này hoàn toàn không hề bị bắn tóe. Đây là một thiết kế cực kỳ thông minh đến từ thương hiệu thiết bị vệ sinh Teddy. Và để tham khảo thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn khác, quý vị có thể truy cập trực tiếp vào website www.teddy.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp thông qua hotline 1900 099 955. Tôi đang ghi ở trên màn hình đây ạ. Hiện tại thì Teddy đang tuyển thêm nhiều cộng tác viên online cũng như đại lý trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại để có thể trực tiếp được nghe tư vấn đến từ các chuyên viên tư vấn của chúng tôi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Long, chuyên viên kinh doanh của Teddy.